Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của người tuổi Sửu, các tình chiếu rọi mọi việc hành thông. Xem tử vi tháng 8 âm lịch cho thấy rằng tháng này đem tới khá nhiều may mắn cho những chủ trâu do được nhiều các tình chiếu mệnh nên bạn làm việc gì cũng nhanh chóng thuận lợi hơn người khác, thậm chí còn giáp này còn gặt hái được những kết quả tốt hơn dự tính bước sang tháng mới có nhiều may mắn đối với người tuổi sụ tam hợp nâng đỡ sự nghiệp tiến triển xuân sẻ khiến bạn luôn phải cảm thấy hăng hái nhiệt tình bạn phát huy được điểm mạnh của bản thân lại thêm các mối quan hệ xã giao khá hài hòa nên những khó khăn cũng có thể hoàn thành đúng như kế hoạch thậm chí bạn còn có cơ hội thăng tiến trong thời điểm này Tài lộc cũng có nhiều điểm sẵn, thời điểm tháng 8 âm lịch thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với đối tác khách hàng. Những quyết định đúng đắn sẽ giúp bạn trở thành người dẫn đầu xu thể, kiểm về một khoản tiền kha khá. Phương diện tình cảm cũng có dấu hiệu khởi sắc, người độc thân có thể tình cờ gặp được nửa kia trong một buổi gặp gỡ bạn bè hoặc trong một tình huống mà bạn không ngờ tới. Trong khi đó, người có đôi có cặp luôn chân thành quan tâm, lo lắng cho nhau. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 luận về các phương diện trong cuộc sống. một Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bước sang tháng tân dậu, còn giáp này có một tháng làm việc cực kỳ hành thông, thuận lợi, một phần là nhờ sự giúp đỡ của tam hợp. Tháng này, những chủ trâu rất thích hợp bắt tay vào những thực hiện hóa các kế hoạch đã xây dựng từ trước đó. Người làm công ăn lương nhận được sự ưu ái từ cấp trên. Hơn nữa, con giáp này còn là người có kinh nghiệm, có năng lực, điềm tĩnh, chính chắn nên thường được giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Hãy tự tin và tin tưởng ở bản thân, chấp nhận thử thách, bạn sẽ dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể một số người thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình, bản mệnh có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề chính xác, có tài thuyết phục người khác ủng hộ và nghe theo mình, nhờ thể mà bạn có thể hướng dẫn mọi người đi theo con đường đúng đắn, đem về lợi ích cho công ty. Việc học hành, thi cử cũng dễ đạt được những kết quả tốt trong tháng này. Chỉ cần bạn tập trung trong quá trình ôn tập và tự tin khi bước vào phòng thi thì bạn sẽ thấy nội dung chẳng có gì là khó khăn như tưởng tượng. Nếu đang tìm kiếm công việc trong tháng 8 âm lịch này, nhiều khả năng còn giáp người tuổi Sửu sẽ tìm được công việc như ý. Hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm bản thân, bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ cho nhà tuyển dụng. 2. luận về phương diện tài chính. Tháng Tân Dậu này, người tuổi Sửu sẽ kiếm được một khoản trủng rỉnh. Nhờ vậy mà bạn không cần phải lo tới chuyện chi tiêu. Nếu đã cố gắng không ngừng cho sự nghiệp, bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ nhỏ nào đó. Với người làm công ăn lương, thành tích cao trong sự nghiệp hứa hẹn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng dư giả. Đây là phần thưởng cấp trên dành cho bạn, kích lệ tinh thần làm việc của bạn. Nếu là người làm ăn kinh doanh, các mối quan hệ hài hòa do tam hợp đem lại giúp bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn tại, thậm chí tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn, kiếm đồng tiền trải vào tuổi thuận lợi hơn trước rất nhiều. Bạn cũng có thể là người mở lỗi đi riêng, chỉ huy nhân viên cấp dưới hoặc những người tin theo mình đi theo sự hưởng đúng đắn. Như vậy, bạn không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn giúp những người xung quanh được dư giả theo đó. Nếu có ý định đầu tư trong tháng 8 âm lịch thì bạn có thể cân nhắc cẩn thận và tiến hành. Nếu trong những lĩnh vực mới, bạn nên bình tĩnh làm từng bước một để tránh sai sót không đáng có xảy ra. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo xem tử vi tháng 8 âm lịch năm quý mão cho thấy phương diện tình cảm của những chú trâu có những điểm sáng đáng mừng dù là người độc thân có đôi có cặp hay đã lập gia đình bạn đều tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình người độc thân nên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc các buổi gặp gỡ bạn bè trong tháng nay rất có thể bạn sẽ tìm được người có cùng quan điểm với mình ở đó với những thành tích xuất sắc trong công việc, bạn cũng thể trở thành thành viên nổi bật trong tập thể khiến nhiều người khác phải chú ý. Bạn mệnh cũng có thể cân nhắc phát triển mối quan hệ với ai đó cùng văn phòng, công ty bởi họ là người bạn đã từng quen biết trước đó. Với những người có đôi, có cặp, có được sự thấu hiểu của nửa kia, nên dù bận rộn không có thời gian quan tâm, nói lời hỏi thăm thì đối phương cũng không trách móc. Nhờ tìm được một nửa kia thấu hiểu mà bạn cũng yên tâm tập trung hơn cho sự nghiệp. Mỗi quan hệ giữa cha mẹ con cái trong nhà cũng khá bình yên. Dù giữa đôi bên vẫn có những quan điểm khác biệt, song bạn vẫn biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Không còn cứng đầu cứng cổ hoặc bắt đối phương phải nghe theo ý mình nữa. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi sủ không được tốt cho lắm do chịu tác động của bạch hậu hung tinh. Tháng này, cảnh bão hòa huyết quang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vì vậy bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc lao động chân tay để tránh những sự cổ ngoài ý muốn. Nếu cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe thì bạn nên thăm khám bác sĩ kịp thời. Còn nếu trần chờ để thời gian kéo dài thì bệnh sẽ trở nặng đến lúc đó sẽ tốn tiền nhiều và công sức chạy chữa nhiều hơn. Theo tử vi tháng 8 âm lịch cho biết dù công việc có bận rộn đến mấy thì con giáp người tuổi sự cũng nên chú ý tới việc nghỉ ngơi. Đừng nên làm việc quá sức khiến cho tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi, thậm chí là đổ bệnh. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi sửu vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi kỷ sửu sinh năm 1949 mệnh hỏa, năm sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết. Công việc thuận lợi xã giao hài hòa có cơ hội thăng tiến. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn màu cà phê, màu vàng. 2 tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, mệnh thổ, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, thích hợp mở rộng đầu tư kinh doanh, kiếm tiền về đề tuổi, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu xám, màu nâu. 3. Tuổi Quỷ Sửu sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Quan hệ vợ chồng hòa hợp đôi bên luôn quan tâm và thông cảm cho nhau quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim. Năm sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, hãy cởi mở trong các mối quan hệ, bạn sẽ tìm được người yêu mến. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dần, màu sắc may mắn màu trắng, màu vàng kim. 5 tuổi đinh sửu sinh năm 1997 mệnh thủy nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết chú ý giữ gìn sức khỏe nếu có bệnh thì nên thăm khám chữa trị ngay quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tý tiểu nhân tuổi ngọ tuổi dậu màu sắc may mắn màu tím màu nâu